Xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Bây giờ cũng là cái giờ tan tầm. Minh Toàn muốn đi quay một số cái hình ảnh của các cái công nhân ở Hạ Long này, cuộc sống công nhân ở thành phố Hạ Long, để gửi đến quý bà con cô bác, nhằm giúp quý bà con cô bác hiểu thêm về cái cuộc sống con người của người dân Hạ Long, cũng như là cuộc sống của những người công nhân ở Việt Nam. Và Minh Toàn hiện tại là đang lưu thông trên cái tuyến đường Cái Dăm. À, xin lỗi quý bà con, đây là cái tuyến đường Cái Lân. Đấy, khách du lịch, khách Tây đi phượt. Đây mình toàn xin rẽ vào cái nhà máy này để mình toàn quay. Đây thì có nhiều cái nhà máy đóng tàu, có nhiều cái nhà máy, trong đó có nhà máy đóng tàu Hạ Long, rồi các nhà máy gạch như gạch Cô Tô, Villacera. Và hôm nay là mình toàn vào chỗ này là Ba Lan. Ba Lan thì gắn liền với cái nhà máy đóng tàu Ba Lan ngày xưa. Và hiện giờ thì tàu Ba Lan, nếu mà mình toàn nhớ không nhầm, thì đóng tàu Ba Lan với đóng tàu Hạ Long là một. Đến ngã ba Ba Lan chúng ta rẽ phải lên đây, rẽ phải lên đây. Chúng ta rẽ phải lên đây là chúng ta đi thẳng đường này, thì quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy các cái cán bộ công nhân viên của nhà máy đóng tàu đang đi làm về. Ở Hạ Long thì ngoài những cái khu đô thị, những cái căn biệt thự sầm uất xa hoa, thì bên cạnh đấy cũng có những cái cuộc sống của những cái làng quê vùng miền rất là bình dị, cũng như là cũng đang còn rất là khó khăn. Và bên cạnh đấy thì các cái người công nhân ở các nhà máy này, ví dụ nhà máy đóng tàu, nhà máy gạch, cũng rất là đang khó khăn quý bà con cô bác ạ, chứ không được xa hoa như chốn thành thị ở khu thị trấn Bãi Cháy. Mỗi khi về đến Hạ Long thì bà con cô bác thì chủ yếu là chúng ta đi tham quan vịnh Hạ Long mà thôi. Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có những cái chỗ xa hoa hơn, ví dụ như là khu vực Hạ Long Bay rồi vịnh Hạ Long, và một số cái điểm vui chơi giải trí như săn guốt của Hạ Long. Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có một số cái dân cư mà ở đây thì quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được mức sống, đời sống của người dân cũng chưa được cao lắm.
Và trước mặt chúng ta là cái nhà máy đóng tàu Hạ Long. Ở đây thì vào trong nhà máy là không được vào. Minh Toàn sẽ gửi cái video về trong nhà máy, phía trong nhà máy đến quý bà con cô bác vào một cái dịp gần đây nhất. Đây Minh Toàn xin phép chụp lại cái hình ảnh ở đây chút nhé. Mến thưa bà con, về cuộc sống của người dân ở nhà máy đóng tàu Hạ Long thì hôm nay Minh Toàn sẽ đi phía ngoài của nhà máy này để quay gửi đến quý bà con cô bác. Đây là phía ngoài của nhà máy đóng tàu Hạ Long. Và đóng tàu thì là một trong những cái ngành mũi nhọn của đất nước Việt Nam chúng ta vào thời kỳ năm 2006 đến 2008. Nhưng mà vào thời kỳ này thì cái ngành đóng tàu cũng không được phát triển lắm quý bà con của bác ạ. Chủ yếu là đóng tàu bây giờ là các cái tàu quốc tế thì rất là ít. Và nhà máy đóng tàu Hạ Long này cũng không phải là một cái nhà máy lớn. Nếu mà nhà máy lớn giống như là Nam Triệu, một số cái nhà máy khác thì nó lớn hơn đóng tàu Hạ Long. Nhưng Hạ Long bây giờ là chủ yếu là nhận các cái con tàu ở trong nước mà thôi. Phía bên này thì là cái nhà máy gạch Villa Sera. Và đây Minh Toàn sẽ đi đến cái khu công nhân của nhà máy đóng tàu Hạ Long để gửi một số hình ảnh về cuộc sống của người công nhân của nhà máy đóng tàu Hạ Long này đến quý bà con cô bác. Đây các cái mà quý bà con cô bác nhìn thấy màu đỏ đỏ và kia đỏ đỏ trắng trắng kia, đấy là cái cầu trục. Và về công việc của công nhân ở trong nhà máy đóng tàu Hạ Long thì bởi vì ngày xưa Minh Toàn có biết được về đóng tàu thì Minh Toàn cũng thấu hiểu được cái cuộc sống công nhân của công nghiệp đóng tàu. Thì ngày xưa Minh Toàn cũng làm cho Vinasin. Bà con của bác cũng có thể cảm nhận được như đằng trước là một người bố sau khi mà làm công việc đóng tàu về phải đón con từ trường đi về. Tuy là công việc hàng ngày thôi nhưng mà với trong công việc thì các người công nhân này cũng rất là vất vả với bà con.
bên cạnh nhà máy thì ở đây có một cái khu mà trung tâm tổ chức các cái tiệc cưới hội nghị. Và đến thưa quý bà con, bây giờ mình toàn sẽ vào trong cái khu mà công nhân ở của cái nhà máy Đông Tàu Hạ Long để gửi hình ảnh đến quý bà con cô bác nhé. Đây là cái khu mà nhà ở của công nhân Long Tàu. Khu nhà này nhà tập thể rồi quý bà con. Và như bà con cô bác nhìn thấy, ở đây là một trong những cái nhà tập thể mà cán bộ công nhân viên của nhà máy Long Tàu Hạ Long ở. Đấy, những cái căn nhà cũng rất là bình dị. Rau đấy là rau gì đấy à cô? Cải à cô? À. Dạ. Nhưng mà đất ở đây cũng tốt đấy cô nhỉ? À, chứ không phải là đất nó được tơi xốp như thế này à cô? Ở đây là toàn bộ ở đây là hầu hết là các cái cán bộ công nhân viên đóng tàu ở ấy cô nhỉ? Dạ. Dạ. Đâu cháu ở dưới chỗ ao cá. Vâng, cháu đi lên trên này thăm người bạn. Vâng. Vâng. Ở đây khu vườn hầu như cứ nhà một vài luống rau ấy cô nhỉ. Cô cũng làm ở nhà máy Đông Tàu à cô? À, thế là vợ chồng anh chị là làm nhà máy. Dạ. Cháu cảm ơn cô nhé, chào cô nhé. Dạ. Đấy, thì bà con cô bác nhìn thấy đây là những cái luống rau để trồng thêm để tăng gia sản xuất cũng như là cải thiện bữa ăn hàng ngày cho cán bộ công nhân viên ở khu nhà máy Đóng Tàu này. Ở trong này thì cuộc sống thì mỗi gia đình một cái căn nhà trong này. Thử Minh Toàn thử vào xem tình hình căn nhà trong này nó thế nào nhé. Thank you.
Đấy, có những người tăng gia sản xuất như thế này.